Sáng nay, 26 tháng 4 năm 2014, 1.000 người đã có mặt từ rất sớm tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình chạy bộ VNG Fun Run gây quỹ cho bệnh nhi ung thư. Đây là hoạt động hàng năm do công ty cổ phần VNG phối hợp cùng Quỹ Cộng đồng Người dùng Internet Việt Nam tổ chức dành cho nhân viên của VNG và cộng đồng tham gia. Với mỗi người đăng ký tham gia, ban tổ chức sẽ dành 100.000 đồng để góp vào quỹ ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ. Chỉ mong rằng một chút nho nhỏ, dù là sức và một chút vốn tiền nho nhỏ để giúp các bạn bị ung thư, chỉ là một niềm giúp đỡ nho nhỏ, nhưng thật ra đó là một cả trái tim của 1.000 người tham gia ngày hôm nay, và đây chỉ là một dấu ấn đầu tiên. Tổng đoạn đường chạy bộ dài 10 km được gia tăng thêm độ hấp dẫn bằng các chướng ngại vật và các thử thách theo từng chặng. Nhiệt thành, hết mình là những điều có thể thấy rõ trên gương mặt của những người tham gia chương trình. Mình đây là một chương trình vừa thể hiện cho tinh thần cộng đồng và vừa là một cơ hội cho các clicker được tập thể dục, thử thách bản thân mình để vượt qua được 10 cây số. Kết thúc chặng đường, ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ quỹ ước mơ của Thúy cho đại diện báo Tuổi Trẻ. Đây là một món quà ý nghĩa của một hoạt động cộng đồng dành cho các bệnh nhi đang phải đối chọi với căn bệnh ung thư. Thật sự tôi rất bất ngờ. Chương trình của các bạn không chỉ mang đến chuyện là khỏe đâu, mà còn mang một ý nghĩa rất là lớn, đem những cái món quà ấm áp đến với bệnh nhi. Xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo của công ty và tất cả các bạn có mặt ở ngày hôm nay. Tất cả các bạn đã dành thời gian và sức khỏe của mình để đóng góp cho một chương trình hội thì đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn.